Xin chào cô chú anh chị đang theo dõi kênh 5K TV. Sau 19 tháng khởi công, hôm nay chúng ta sẽ cùng cập nhật tiến độ thi công dự án cầu Nhân Trạch và đường vành D3 khi bắc qua huyện Nhân Trạch nhé. Trước mắt anh chị chính là công trình thi công dự án cầu Nhân Trạch. Hiện tại, đầu cầu phía bên huyện Nhân Trạch đang triển khai thi công các trụ chân cầu, các thiết bị, máy móc và nhân lực đều đang làm việc rất khẩn trương dù bất kể các ngày lễ. Còn đây là đầu cầu phía thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, phía thành phố Hồ Chí Minh đã thi công xong các trụ chân cầu và đang trong giai đoạn làm các dầm cầu. Tiến độ thi công tại đầu cầu phía thành phố Hồ Chí Minh hiện tại đang dặn trước so với đầu cầu phía bên huyện Nhân Trạch. Tại đoạn cầu chính, hiện tại đã hoàn thành các trụ cầu và đang trong giai đoạn thi công dầm và kết nối các dầm lại với nhau. Tiến độ xây dựng cầu Nhân Trạch ở thì hiện tại đã đạt hơn 70%. Cầu Nhân Trạch là gói thầu xây lắp CW1 thuộc dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn Nhân Trạch. Cầu Nhân Trạch có tổng chiều dài là 2,6 km, có giá trị là 1.618 tỷ đồng. Gói thầu do nhà thầu Kumho ENC của Hàn Quốc thực hiện. Cầu Nhân Trạch được khởi công vào tháng 9 năm 2022. Thời gian hoàn thành theo hợp đồng là vào tháng 9 năm 2025. Đây là cây cầu kết nối trực tiếp giữa huyện Nhân Trạch với thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ có ý nghĩa kết nối giao thông, giúp phát triển kinh tế xã hội của hai khu vực. Tiến độ xây dựng của cây cầu đặc biệt này cũng có ý nghĩa rất lớn với thị trường bất động sản tại huyện Nhân Trạch. Sau 19 tháng thi công, nhà thầu Kumho ENC quyết tâm rút ngắn tiến độ 4 tháng, hoàn thành gói thầu vào ngày 30 tháng 4 năm 2025. Trước mắt anh chị là hiện trường thi công gói thầu CW2 của dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn Nhân Trạch tại nút giao với đường Lý Thái Tổ, xã Phú Thạnh. Hiện tại, việc giải phóng mặt bằng của gói thầu CW2 đã đạt khoảng 90%, chỉ còn lại các hộ dân tại nút giao với đường Lý Thái Tổ và cũng đang trong quá trình kiểm kê bồi thường để thi công các đường dẫn ra vào tuyến đường vành D3. Đoạn từ nút giao với đường Lý Thái Tổ đi về hướng cầu Nhân Trạch của gói thầu CW2 đang trong giai đoạn san lấp mặt bằng. Ban quản lý dự án và các nhà thầu đang tích cực điều động các mỏ cát cung cấp vật liệu cát nền để đẩy nhanh tiến độ thi công. Riêng đoạn từ nút giao với đường Tôn Đức Thắng tới nút giao với đường Lý Thái Tổ hiện đang trong quá trình cấp phối đá dầm làm móng đường nhựa và hệ thống thoát nước. Và như cô chú anh chị có thể thấy, tuyến đường Tôn Đức Thắng cũng đang được thi công mở rộng từ 7m lên thành 53-80m. Đoạn đường được thi công bắt đầu từ nút giao với đường Quách Thị Trang đến trung tâm huyện Nhân Trạch. Thi Nhân Trạch sẽ làm về tuyến đường Tôn Đức Thắng này ở một video clip khác. Các anh chị hãy cùng đón xem nhé. Trở lại nội dung chính. Gói thầu CW2 thuộc dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn Nhân Trạch có chiều dài gần 9 km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai hơn 6 km và địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gần 2 km. Điểm đầu giao với tỉnh lộ 25B, tức là đường Tôn Đức Thắng hiện nay, thuộc huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Điểm cuối giao với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường được đầu tư với bề rộng nền đường từ 26m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp hai bên. Tốc độ thiết kế là 80 km/h. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 6.955 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 9 năm 2022, dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2025. Trong những ngày qua, vào các ngày trời không mưa, trên công trường thi công gói thầu CW2 luôn khẩn trương làm việc xuyên suốt ngày đêm. Dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn Nhân Trạch khi hoàn thành sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa thuận lợi giữa huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai đến các khu vực như thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và các tỉnh thành lân cận, giúp tăng cường tính liên kết giữa các trung tâm đô thị, các cụm công nghiệp, đồng thời khai phá tiềm năng phát triển bất động sản, dịch vụ thương mại, logistics cho các tỉnh thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vừa rồi là những thông tin tổng quan và những hình ảnh thực tế về tiến độ thi công của cầu Nhân Trạch và đường vành D3 khi bắc qua huyện Nhân Trạch. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Chúc cô chú anh chị và gia đình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. 5K TV, kênh thông tin chuyển động cùng Nhân Trạch. Xin chào và hẹn gặp lại.